Bảo hành, warranty hoặc guarantee chính là sự cam kết từ phía nhà sản xuất để đảm bảo về chất lượng và tính hoạt động ổn định của một cây đàn piano trong một khoảng thời gian nhất định sau khi cây đàn đó được đem về nhà của gia chủ. Thông thường, thời gian bảo hành của một cây đàn piano mới chính hãng từ phía nhà sản xuất đó là 5 năm. Và trong thời gian này, nếu như cây đàn xảy ra bất kỳ sự cố nào liên quan đến việc thay thế hoặc sửa chữa các kỹ thuật, các bộ phận của cây đàn, thì nhà sản xuất phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình, đó là bảo hành cho cây đàn piano của khách hàng hoặc là gia chủ của mình. Bảo trì, bảo dưỡng, maintenance đối với một cây đàn piano chính là việc lên dây hay là điều chỉnh dây đàn theo định kỳ 6 tháng hoặc là 1 năm một lần, gọi là tuning. Vệ sinh, điều chỉnh máy đàn gọi là regulating, điều chỉnh âm sắc của cây đàn gọi là voicing. Vậy thì ba công tác này chính là việc giúp cho cây đàn piano luôn ở trạng thái âm thanh tốt nhất và độ nhạy phím cao nhất. Sự khác biệt lớn nhất giữa bảo hành và bảo trì bảo dưỡng đó là người mua hay là gia chủ sẽ không trả bất kỳ chi phí nào trong trường hợp được bảo hành. Còn đối với bảo trì bảo dưỡng thì người mua sẽ phải trả một khoản chi phí nhất định tùy theo trường hợp thực tế của cây đàn. Đàn piano cũ thì chắc chắn 100% đã hết thời hạn bảo hành từ phía nhà sản xuất chính hãng và chỉ có thời gian bảo hành từ phía đại lý Việt Nam. Và các đại lý Việt Nam thì thường gộp hai điều này lại là một và kết hợp thêm là miễn phí bảo trì bảo dưỡng một vài lần đầu tiên trong quá trình sử dụng cho khách hàng.